Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chuyên mục Kể chuyện cảnh giác tuần này gửi đến các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Thủ phạm giấu mặt. Chúng ta cùng theo dõi. tự nhận mình là con nghiện không phải rượu bia thuốc lá ma túy hay bất cứ chất gây nghiện nào khác hắn nghiện tiền tiền đối với hắn quan trọng hơn không khí để thở vợ hắn bảo anh là nô lệ của đồng tiền túy vỗ ngực cười ầm lên nô lệ thì sao còn hơn khối kẻ làm chủ mà đói dã họng quanh năm suốt tháng chỉ biết ăn bám người khác ấy là hắn đang đá đều vợ hắn ngay từ khi mới nứt mắt túy đã biết kiếm tiền và kiếm tiền bằng mọi giá thế mới có cái hỗn danh là túy hai ngón hai ngón vì túy chuyên móc túi ở ga tàu móc điệu nghệ sau khi ngắm nghía con mồi hắn chỉ cần lướt qua trong tích tắc là tiền của nạn nhân đã về tay hắn lạ một điều là hắn ăn cắp không phải để chi tiêu chơi bời như mấy đứa đồng đảng. Kiếm được bao nhiêu, túy bo bo nhịn ăn, nhịn chơi, tích cóp lại một chỗ, thỉnh thoảng lôi ra ngắm cho đỡ thèm. Dân giang hồ kể rằng, do cất quá kỹ, có lần tiền của túy bị mối sông. Nhìn thấy cục tiền nát bét, hắn khóc tổ tổ như trẻ con phải đòn. Cứ tưởng đời thằng túy hai ngón rồi sẽ xa vào con đường trộm cướp. Nhưng một sự kiện đã đưa hắn sang khúc ngoặt khác. Sự kiện ấy, người kể câu chuyện này sẽ đề cập ở phần sau. Còn bây giờ, vào tuổi ngoài 40, Túy đã là một đại gia. Chưa phải lớn lắm, nhưng cũng tầm cỡ cấp phường. Nghĩa là có răm ba tỷ trong tay. Tất nhiên vẫn chỉ để ngắm là chính. So với thiên hạ, dăm ba tỷ chưa phải là nhiều, còn với túy, còn số đó cũng chả bỏ bèn gì so với cơn khát làm giàu ngày càng bốc cao trong con người hắn. vẫn như hồi còn trẻ đi móc túi ở ga tàu, túy sẵn sàng làm giàu bằng mọi giá. thế mới có chuyện vợ hắn mặt nặng mày nhẹ, thậm chí dẫn đến cãi nhau. Ừ, sao, hả? làm sao mà cái mặt lúc nào cũng sưng lên như thế hả? À, ơi giời ơi, ông đốt phải không? Xem nào, xem nào Ông đốt cái gì? Mặt tôi sưng Thì ảnh hưởng gì đến anh? Ôi ơi, sao lại không ảnh hưởng? Không tác động trực tiếp đến tôi Nhưng làm cho không khí cái nhà này u ám Như tang lễ, có hiểu chưa? Tâm trạng tôi không vui Tôi không thể nặng ra nụ cười được ừ, Sao mà lại không vui? Ăn rồi chơi nhá Tiền thì có chồng đem tận tay cho mà tiêu nhá Thôi thì tôi hỏi cô, cô muốn gì nữa nào? Muốn thành tiên nữa chắc hả Tôi cũng chả muốn thành tiên Tôi chỉ muốn làm người cho ra người ừ. ai, <laughs> Có ai cấm cô làm người đâu nhỉ Nhà này tôn trọng nhân quyền tuyệt đối Đấy. Ai muốn làm gì thì thì cứ làm Miễn là đừng gây phiền phức cho người khác là được rồi nhá. Nhưng những việc anh làm Đang gây phiền phức cho mẹ con tôi đấy Anh có biết không Hả? Biết không à? Gây phiền phức à Tôi làm cái quái gì ảnh hưởng đến các người đâu nhỉ nào thì tôi làm gì nào cô nói đi xem nào tôi làm gì nào tôi làm gì nào thì cái chuyện kinh doanh từ cái nhà nghỉ ở ngoại thành của anh chứ còn gì nữa à ơi, trời ơi kinh doanh nhà nghỉ sao lại phiền phức cho cô nhỉ à, tôi đang kiếm tiền cho cả cái nhà này phá đấy cơ mà 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 nó tận ở ngoại thành chứ tôi có mang về nhà nhà nghỉ về đây đâu hả người ta đang xì xào ầm lên về cái chuyện anh nuôi gái trong nhà nghỉ đấy nào Đứa nào? Người ta là đứa nào? Hả? Đứa nào nói? Thiên hạ ai cũng có tai, có mắt, có mồm cả. Giời ơi, rạch việc. Tôi hỏi cô nhé, nhà nghỉ của tôi ngoài việc phục vụ ngủ, nghỉ, còn là điểm massage. Mà massage thì phải có nhân viên làm ăn chính đáng hẳn hoi, gai hú cái gì? Đứa nào mà mà phát ngôn linh tinh, tôi tôi tôi, tôi 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 bắt được thì đừng có mà mà, mà 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 trách. Này này này. Đừng có mà mạnh mồm Đấy là trong nhà tôi nói với anh để còn biết đường mà điều chỉnh, đừng biến nhà nghỉ của mình thành thành cái nhà thổ này 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 này, nếu tôi làm sai trái đã có pháp luật điều chỉnh, cô khỏi phải bận tâm nhá. Trời ơi, tôi chỉ sợ khi pháp luật sờ gáy thì đã quá muộn rồi. này thằng tuy này thừa khôn để biết nên làm cái gì không nên làm cái gì nhá. À, cô còn nhớ thằng phủ voi không hả? sao lại không ông phủ có dạo đến nhà mình suốt tôi lạ gì đấy 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 cái thằng cha ấy có lần nó 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 rủ tôi đi buôn ma túy với hắn đấy đúng là lãi thật nhanh giàu thật đấy nhưng mà dựa cột như bỡn tôi là tôi trả giải nha tôi chết cái 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 ông phủ đấy mà mà lại buôn ma túy á chết chưa sao lại có người liều thế nhỉ liều liều thì nhưng mà ngu không biết tính toán thấy tiền là mắt sáng như đèn pha ô tô không còn biết trắng đen gì nữa cứ thế mà hút vào đấy hôm qua công an bắt rồi đấy rồi ơi nghe nói trong xe có bốn cái bánh khảo nhá bánh khảo Thế bánh khảo thì sao lại bắt nhỉ thế tôi 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 đi chùa hôm nào mà chả mang lộc là bánh khảo về ôi ừ, <laughs> cô cô lạc hậu bỏ mẹ đi bánh khảo ở đây có nghĩa là heroin Heroin. heroin rõ chưa thế à? ừ rồi ôi ôi. heroin ừ. mà những bốn bánh kia bốn bánh tại chỗ chết, này sợ. này thế khám rồi. nhà thêm sáu bánh nữa là ôi chẳng trục nhá Ôi giời ơi phen này đủ tiêu chuẩn dựa cột đến vài lần rồi toi rồi thằng phủ voi à thế mà lúc nào cũng bô 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 tao đi xem bói thầy phán tao phải sống đến ngoài trăm tuổi cứ gọi là đời còn dài ăn chơi tiệt ra giờ <laughs> thì con mà ăn chơi với ma, Úi trời ơi sợ thật đấy nhỉ? đấy nhưng mà đấy ừ. anh nhìn vào đấy đấy ừ. nhìn vào đấy rồi mà 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 làm gương để mà làm ăn cho nó đàng hoàng Hiểu này, chưa? này này cô là mẹ tôi hay cô là vợ tôi đấy hả? à, à hả? Ừ, ừ. ăn với chả nói cứ như là dạy con trứng đừng có mà khôn hơn vịt vịt làm ăn nghiêm chỉnh lắm che chắn tứ phía rồi Có bảo kê rồi Trời <laughs> ơi, Ngọc Hoàng xuống đây ấy, cũng không động được một sợi lông vịt đâu nhá Chứ nghe rõ chưa? Ừ, ừ, nghe rõ chưa? Nhưng mà anh làm ăn còn phải nghĩ đến cái đức cho con cái sau này Đức là gì? Tôi hỏi cô đức là gì? Thì... À, thì... thì... Đại loại là... Là đạo đức Đấy, 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 đấy Thấy chưa? Thấy chưa? Đức là gì? Tôi không rõ nhé Vì tôi không sờ nắn được nhé nhưng hai cái thằng con nhà này khi tôi chết đi cứ để lại cho mỗi đứa dăm tỷ là chúng nó xuống cây đã đấy <laughs> vâng nhưng thưa với bố bố đã nghe câu đời cha ăn mặn đời con khát nước chưa nghe rồi lý thuyết vớ vẩn ai ăn thì người ấy khát đừng có mà dọa tôi nhá à. <laughs> <laughs> mà dạo này anh ở ngày ở đêm ngoài nhà nghỉ à, dăm thì mười họa mới về nhà nhỉ ờ à, 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 hay đồng tiền là liền khúc ruột tiền của mình mình phải quản hở ra một tí là chúng nó thó ngay ấy à, về đây ôm cô rồi có ngày sạc nghiệp mà này ừ. này này thế mà cô ghen hả ghen thì bỏ đi đơn ly dị tôi viết sẵn trong máy vi tính rồi đấy in à. ra đi tôi cứ vé một cái là cô mang lên tòa nộp ngay nhá đấy bao nhiêu án phí tôi chịu tất giỏi lắm nhỉ giỏi nhỉ làm đi nói thật nhá không vì hai đứa con thì tôi đã không để anh hễ hễ cứ cứ, cứ cứ mở mồm ra là là là, là dọa à ly dị đâu nhá nó nói cho anh biết này, nhá này này tôi nói cho cô biết nhá tôi dọa cô làm gì là tôi nói nếu cô có nhu cầu thì tôi đáp ứng ngay đừng có mà lúc nào cũng leo lẻo leo lẻo vì con vì con vì con chẳng qua sợ rồi thằng này ra là chết đói thế thôi ừ. đây này, đây, này. đây 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 đi guốc trong bụng rồi đấy anh túy ừ. Ừ. anh đừng có mà ăn nói kiểu ấy nhá tôi cấm anh đấy cấm cái gì sự thật thì vẫn là sự thật tốt nhất là đừng xía vào việc làm ăn của tôi nhé. tôi sẽ để cho cô yên thân nhé. cô rõ chưa anh túy ừ. Ừ. thuộc tuyết người liều và khéo luồn lách Những tư chất chủ yếu đã có từ thời khởi nghiệp bằng nghề móc túi Rồi sau, tiền vào túi hắn chủ yếu bằng con đường phi pháp Trước đây, túy buôn lậu hàng điện tử Có ít vốn, thấy buôn đường dài nguy hiểm Hắn chuyển sang mua đất ngoại thành, xây nhà nghỉ, mở động mại dâm Phục vụ những tay rừng mỡ thích của lạ Dăm lần bảy lượt, vợ cảnh báo Nhưng túy lờ đi, coi như điếc Hậu biết khó càn được chồng Cô cũng không đủ can đảm Để tố cáo những việc làm bất chính của hắn Với cơ quan chức năng Nên chỉ còn cách Năng đi chùa, lễ Phật Hồng gột rửa tội lỗi do túy gây ra Biết chuyện Túy cười khành khạch mà rằng Nhảm nhí, nhảm nhí Thần Phật thì cũng giúp con người Đến cõi cực lạc Thằng túy này đang ngày đêm Giúp khối vị đến chỗ sung sướng ấy Sao lại gọi là tội lỗi được Nghe chồng nói thế, hậu chỉ còn cách lắc đầu, bất lực, vắt óc tìm kế. Cuối cùng, cô tìm ra một cách với hy vọng thức tỉnh đức ông chồng đang lao như điên trên con đường tội phạm. <laughs> Khiệp thật đấy chứ lị. Dạo này, anh còn có quà gửi đến tận nhà nữa cơ đấy. Quà gì? Ai gửi, ai gửi, hả? Đây này, mà quà gì Sao tôi biết được chứ Còn ai gửi Thì 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 tôi Cũng chịu Ồ ừ, hay nhỉ Cô vừa bảo tôi là có quà Thì tôi mới hỏi thế Này Học ở đâu ra cái thói trả lời chỏng lòn đấy hả Hả Ai dạy Hả Ai gửi cái gì cho tôi Ở đâu Cô nói đi Ở đâu Đây Đây chứ còn đâu nữa ừ. Đây này Chỉ thấy Phong bì dán kín như này này. À, phong bì à. Đâu đâu xem nào. Ơ nhỉ, dán kỹ ghê. Không có tên người gửi thật Mẹ kiếp. Không khéo thằng nào lại chơi trò khủng bố bằng bom thì thì TikTok này này này. Hả? Bom bom đạn nào? Th -th 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 bom đạn gì được? Nếu là bom thì tôi chết trước rồi ấy cô nói thế có nghĩa là 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 à à, 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 à cô bóc trộm thư của tôi rồi dạ? hả à, tôi thèm à, vào à, nhá. bóc của anh thì 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 tôi béo lên chắc chẳng qua tôi vô ý làm rơi rồi dẫm lên nếu có bom trong ấy thì 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 nó sẽ nổ rồi chứ mà thế thì thì à, tôi chả chết à, rồi là cái gì à. ừ thế hả ừ. vậy thì chắc là không thằng nào chơi xấu mình rồi nhưng mà cũng phải có người đưa cho cô chứ hả à, có đúng không có chứ ừ, một ừ. ông xe ôm mang tới ừ. hỏi ông ấy là là ai nhờ ông ấy bảo không biết chỉ có một đứa trẻ con mang đến cho ông ấy vài chục rồi bảo gửi cho anh khiếp à. bí hiểm gớm nhỉ bí hiểm thật đấy chứ à, cứ như là phim trinh thám không bằng đấy À, hay hay là đứa nào nó tương tư mình rồi gửi thư tỏ tình lãng mạn <laughs> gớm hay Ôi quá nhỉ trời gớm giàu trí tưởng bẩm thôi đây hai thứ tóc trên đầu rồi đấy gớm. hai thứ chứ ba thứ thì ảnh hưởng gì đến tình yêu mà <laughs> nó làm cho con người trẻ lại mà 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 cô biết tóc như tóc tôi người ta gọi là tóc gì không nào <laughs> tóc hoa râm ừ. thiên hạ khối thằng đều gọi là tóc hoa hoa dâm đấy <laughs> này 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 ông cứ vừa vừa thôi nhá cứ vừa vừa phải phải rồi đấy gớm đùa một tí mà đã nóng tính nào À, bóc ra xem có cái gì nào cái cái gì thế ờ, cái gì thế cái hả cái cái sao cái cái, cái thư cái tình đây, hả? Là, 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 đưa tôi xem nào là, là, là... đưa đây tôi xem đây. đưa đây đây, đây. sốt ruột ô tôi chết biên bản phạm pháp quả tang à Ôi, dồi, dồi, dồi. thủ phạm chính T Chính là anh ừ, cái, mồm, cái mồm, cái cái mồm, Tôi mắc túi Nạn nhân là một cụ già Thôi chết sao thế này nhỉ Sao lại có cái này Thời gian xảy ra đã hai chục năm trước xa xa xa... Hai chục năm trước rồi sao bây giờ lại có người gửi cho anh dạ, dạ. Hả dạ, dạ, dạ. Cô đi đây Thế này là nào nhỉ Ô dạ, ai mà biết được thằng đều nào lại gửi cho tôi ừ. Hai chục năm rồi Đứa nào lại thích bới bèo ra bọ thế này nhỉ đều thật thế nạn thật đấy, tôi mà tìm ra đứa nào giấu mặt chơi trò thọc gậy bánh sen này thì chết với tôi nhá. Không, không 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 được, đâu. Uhm. tôi đoán chắc người ta phải rồi, người ta trả thừa hơi mà gửi cho anh đâu nhá, đấy này cô nói thế là là có ý gì hả? thì tôi đoán rằng họ muốn nhắn anh đúng rồi, họ muốn nhắn anh điều gì đấy? trời ơi điều điều cái, cái cái con khỉ nó tôi khăm tôi nó chửi đều tôi đấy có không biết là còn 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 gì nữa ừ. có gì đâu mà đều với giả nhỉ ừ, là nào nhỉ là thế nào nhỉ sao lại không có ý nó bảo tôi là loại thân phận hèn kém từ thằng móc túi mà đi lên chứ còn gì nữa có thế mà cũng cô... được không không phải người ta ừ. không có ý ấy đâu chắc người ta chỉ muốn muốn là anh nhìn vào cái 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 đấy ừ. đấy cái, cái 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 sự việc ngày xưa ừ. ngày xưa ấy mà tu tỉnh Đừng có làm ăn phạm pháp Bằng không thì ít ra cũng có ngày bị Đúng rồi Nếu không á thì cũng có ngày Bị lập biên bản như cái ngày sửa ngày xưa ấy đấy Này này Cô làm thủ phạm hay sao mà mà, mà cô biết rõ thế hả Hả Làm sao lại biết rõ thế Cái, cái, cái gì Anh ăn nói kiểu gì mới lạ thế à Thế tôi làm sao mà biết được hai na ha ha hai hai hay là ba chục năm trước anh anh làm ăn kiểu gì rồi anh bị lập cái 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 biên bản này ừ ấy là tôi tôi đoán thế, thế tôi đoán thế, tôi đoán thế, đoán thế nào? thì 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 tôi vừa nói rồi còn gì? chắc là người ta gửi gửi cho anh ấy để để mà nhắc nhở anh đừng có mà nhắc mà, mà, mà... ghen ăn tức ở thì có thì mà đúng là nực cười thật đấy. <cười> thấy người ta làm ra nhiều tiền cũng khó chịu. trời <laughs> giặt một lũ tiểu nhân giặt lũ tiểu nhân bị ổi. chuyện cái biên bản bị bắt quả tang vì móc túi Tưởng chừng đã chôn vùi vào dĩ vãng Bỗng lù lù hiện về Khiến túy điên tiết Suy nghĩ chán Túy kết luận Chỉ có một người biết và làm được chuyện này Người duy nhất Đó chính là ông Kiên Nguyên công an phường Phụ trách khu vực ga 20 năm trước Chính ông đã bắt quả tang Khi túy đang thò tay móc ví một bà già nhục là hắn lại đang móc túi một bà già mù đám đầu trâu mặt ngựa ở ga tàu hồi ấy cũng có sĩ diện riêng chúng quy ước với nhau là không đụng đến ông già bà cả và người tàn tật chúng gọi như thế là ăn bẩn không xứng đáng với nghĩa khí giang hồ thế mà túy phạm vào cả hai điều ấy bọn du thủ du thực quanh ga mà biết chuyện ấy thì hắn thành cám vì thế, hắn đã sống chết xin ông Kiên giữ kín chuyện ấy. Tất nhiên là với một bản cam đoan do hắn tự viết, tự ký. Nội dung xoay quanh chuyện hắn hứa sẽ từ bỏ con đường phạm pháp, sẽ dùng chính sức lao động của mình để kiếm sống đàng hoàng, như túy viết trong bản cam đoan, cán bộ Kiên có quyền công khai chuyện, tôi móc túi người già tàn tật ra cho tất cả mọi người biết. 20 năm đã trôi qua, Hôm nay, cái biên bản phạm pháp quả tang bỗng lù lù hiện về, ngay trước mắt hắn. Túy bặm môi bặm miệng. Đã thế, tôi phải cho ông biết tay. Trước ông là công an, tôi sợ. Bây giờ, ông về hưu rồi, già yếu, để xem ai chơi ai. Túy đi gặp ông Kiên buổi sáng. Buổi tối về, đã thấy vợ hắn hầm hầm. Anh Túy. Nghe. Sáng nay anh đi đâu? hả thì đâu á thì đâu thì mặc xác tôi cô lấy quyền gì mà hỏi cô ấy hả quyền gì à quyền là vợ anh à, là vợ thì được phép đè đầu cưỡi cổ chồng hả thật là láo liếu cô là đồ láo liếu này có phải anh đến nhà bác kiên không hả à, 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 à. cô theo dõi tôi từ bao giờ đấy này à. này tôi không thừa thời gian nhá à. thế sao biết tôi đến nhà ông kiên bác ấy gọi điện cho tôi đấy ừ, ấy chà định nhờ cô trị tội chắc trị <laughs> tội tôi ý, hả ừ, tôi nói cho anh biết nhá anh làm như thế là không được rõ chưa làm gì mà không được hả? còn làm gì à anh làm như thế là xúc phạm bác ấy này à, à. lẽ ra cái thằng túy này cũng không có thì giờ đi đánh đu với lão già khốt đi đâu nhá nhưng tại lão dám trọng vào tổ kiến lửa thì đây cho lão biết tay thôi. Thế thôi. Này này. Bác ấy làm gì anh? Hả? Đấy. Cái tờ biên bản phạm pháp hôm qua. Là của lão gửi chơi khăm tôi đấy. Động não một tí là tôi nhớ ra ngay. Chuyện đấy chỉ có lão và tôi biết với nhau. ấy Vậy mà mấy chục năm rồi. Lão vẫn sới lại. <laughs> Chắc thì tôi giàu có. Nên muốn vòi tiền chứ còn gì nữa. Anh Thúy. Ừ, ừ. À, 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 anh... Anh không được suy diễn bậy bạ như thế Này cứ để tôi nói hết đã Đoán được ý đồ của lão Tôi phi thẳng đến nhà Thôi chết Phải cho lão biết tay Nghe người ta nói cuộc sống của lão bây giờ Trời vất vả lắm Vợ thì mất sớm Nên gần chục năm gà chống nuôi con Bằng lòng đương còi <laughs> Cái thằng con lớn tốt nghiệp trung cấp an ninh ấy Thì đi công tác xa Đứa con gái làm công nhân nhà máy giấy ôi trời tóm lại là nghèo nghèo lắm à, tôi nhất quyết phải đến nhà lão đến để xem lão khổ ra sao <laughs> đến để, để để cho lão xem cái thằng túy ngày xưa bây giờ giàu có thế nào rồi <laughs> rồi phải nói với lão vài câu cho nó mát mẻ chứ thế thì anh đã nói gì với bác ấy hả nói gì hả đơn giản thôi à, tôi bảo với lão là này ông kiên thời thế bây giờ đã khác rồi ông ạ à. ông không còn là ông cảnh sát hét ra lửa tôi cũng không cũng chả phải là thằng lưu manh móc tôi nữa đâu nhớ mà mà thấy làm gì thì tôi làm thế thôi anh túy anh thật là quá đáng à, tôi quá đáng hay là lão ấy quá đáng đã không biết an phận lại còn 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 diễn kịch nữa mới cú chứ định bác ấy mà thèm diễn kịch với, với với người như như anh nha chứ còn gì nữa thế tôi 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 mới càng coi thường nhá diễn kịch thế thế bác kiên diễn cái gì tôi bảo ông ấy này ông cựu cảnh sát à, ông quý tôi nhé đến bây giờ mà ông còn nhớ gửi quà cho tôi thì đúng là quý nhau quá <laughs> ấy có biết lão trả lời như thế nào không hả thế tôi ừ. ở đấy đâu mà biết ừ. Lão ra cái vẻ Con nai già ngơ ngác ấy bảo Qua nào Tôi đâu có gửi cho anh Cầu tuyệt Tôi hủy tuyệt luôn Chết không chịu. Ông Kiên Ông đều vừa vừa thôi nhá 20 năm rồi ông còn bới cái biên bản tuyên cấp ra để chơi khăm tôi hả Này Tôi nói cho ông biết nhá Nếu ông cần tôi mời ông đến nhà nghỉ của tôi Ăn chơi bếp nghe Xả láng nhá Tôi là tôi không tiếc nhá Đấy nhưng mà ông diễn ba cái trò vớ vẩn này thì không xong tôi đâu Rõ anh, ừ. anh có biết là 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 anh anh đã nghi oan cho bác Kiên không? Giờ Sao? Là... Tôi nghĩ oan cho lão à? Chứ còn cái gì nữa? Ừ, dạ. Lão mà oan thì trời sập trời sập ngay cô rõ chưa? Anh ừ, đúng ơi. Là, là là đổ hồ đồ. Ừ, hồ đồ. Bác Kiên không phải là người đã gửi cái biên bản đấy cho anh. Không lão ấy gửi thì ai vào đây? Này. Tôi hỏi cô nhé Ai vào đây Tôi, tôi hỏi. Ừ. Người đó là tôi đấy Hả Sao Cô à? ờ, Cô à? Phải Tôi chứ còn ai nữa Gốm <laughs> à <laughs> Cao thượng gớm Định làm hình nhân thế mạng thay lão ấy hả <laughs> Này Không dễ lừa được tôi đâu nhé Tôi nói thật đúng là tôi đã gửi cái biên bản đó cho anh đấy bốc phép bịa đặt làm sao mà cô có được cái biên bản chết tiệt đó hả ừ, hả cô nói đi anh túy ngày ấy tôi rất thương anh chính tôi khi biết chuyện đã tìm gặp bác kiên khi ấy còn là cảnh sát phụ trách khu vực ga để xin lại cái biên bản đó và cũng nhờ bác kiên nói với cha tôi thì anh mới được cha tôi nhận vào làm ở lò bánh mì Rồi cũng từ đó Từ đó anh mới bỏ được con đường móc túi chuyên nghiệp chứ Này Này Cô nói thật đi chứ Hả Vâng Hoàn toàn đúng như thế Ờ ừ, Thế Thế sao Bao năm nay cô không Cô không cho tôi biết hả Bởi Tôi đã hứa với bác Kiên là không nói với ai cả bác ấy cũng đã hứa là sẽ giữ bí mật cho anh chuyện anh móc túi bà cụ bị mù mắt ấy trời ơi ra thế ra là thế tôi tôi đã trách tôi đã trách nhầm ông ấy rồi anh túy tôi gửi lại cho anh cái biên bản đó cũng là hy vọng anh sẽ sớm nhận ra việc anh đang làm hôm nay cũng tội lỗi không kém chuyện anh hành nghề móc túi mấy chục năm về trước nhưng xem ra xem ra anh anh khó mà thay đổi tôi 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 đã viết sẵn đơn ly dị rồi tôi không thể sống mãi trong hoàn cảnh này được nữa tôi phải cứu hai đứa con tôi Chúng sẽ hư hỏng Nếu ở mãi với một ông bố Hư hỏng Sao Ly dị tôi Ly dị tôi Từ 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 đã Ly, ly dị tính sau Thôi 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 để, để, để tôi qua nhà xin lỗi ông Kiên một cái đã nhé Xin lỗi ông Thiên Anh nhá. Anh sang xin lỗi ông Kiên á Ừ Xin lỗi hay không có khi cũng chả quan trọng nữa Bây giờ Thì anh biết rồi đấy Thủ phạm giấu mặt Không phải là bác Kiên Cũng chẳng phải là tôi Mà Chính là lòng tham vô đáy của anh Là cái triết lý kiếm tiền Bằng mọi giá của anh Anh rõ chưa Mà tiện thể Tôi cũng báo cho anh biết Tôi vừa nhận được tin Công an vừa tóm được mấy đôi trai gái có hành vi mua bán dâm trong nhà nghỉ của anh đấy phen này thì chả dại gì mà chúng nó không khai ra anh anh cứ chuẩn bị tờ khai đi là vừa sao thật không ai bảo với cô như thế rồi ôi ôi trời ơi thế thì thế thì chết tôi rồi chết tôi rồi Các đồng chí và các bạn vừa nghe câu chuyện Thủ phạm giấu mặt, biên tập và dàn dựng chương trình Thanh Tăng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi. Tiếp tục hệ thể sự chính trị tổng hợp là thời gian của chương trình chuyên gia của bạn với những tư vấn của vị khách mời về chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.